Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt anh em là một mẫu âm ly. Nó cũng thuộc dạng âm ly cổ của dòng Yamaha CA825 mã. Nó toát lên vẻ sang trọng bởi cái hồi gỗ và hai cái tản nhiệt hai bên, khe tản nhiệt đó. Con âm ly này cửa hàng tôi bán giá 4.500.000 đồng. Một con âm ly dạng cổ rất nặng anh em nhá, rất nặng, chạy 4 con sò sắt. Vâng. Hồi gỗ màu vàng, hộp gỗ chứ không phải hồi gỗ. Con này tháo ra thì phải tháo từ dưới lên. Nó có thể đánh tất cả các loại loa Nhật. Loa Onkyo Yamaha cùng dòng Yamaha Diatone AB cộng B. Âm ly này có chức năng bao rề, pre-out đây, đó, một tính năng rất giá trị. CA825 mã, 140W, sản xuất tại Nhật Bản, 100V. Tôi đang chạy tín hiệu vào đường tuner. Anh em có thể cắm AUX, đó, rất nhiều đường vào, phono không được cắm. Phono chỉ dành đĩa than, hoặc là có thể đường cắm tép B, tép A, cắm vào lỗ, tép P, B. Nó rất đặc chắc bên trong, đó là những gì con âm ly này có được. Nặng, đậm, đậm đà khí B và kiểu dáng thiết kế bắt mắt. Nó rất hợp để trưng bày. Tôi sẽ đo qua kích thước xem nó là 43,5 hay 44. 43,5 cm anh em nhé. Chiều sâu tầm hơn 30 một chút. Chiều cao là 13,5. Đó. Nó có các chức năng cơ bản như sau: volume cân đo ở đây, lao lướt bằng đúng vặn. Cái auto muting này nó cũng có một cái rất hay, để chế độ giữa thì nó sẽ nhiều chép, còn để chế độ tôn dăm nó sẽ nặng về bát. Còn đây cũng là khống chế khoảng âm, anh em có thể thay đổi nó sẽ khác một tí tí. Đây là đường vào và nó có hai công nghệ, một công nghệ là bình thường và một công nghệ là Clara. Clara. Cái này để giữa đây. Volume bass chép AB cộng B. Cái này thì một là anh em để hết lên trên cùng. Nó cũng là khống chế khoảng âm cắt tần hoặc để so le. Nó nhiều kiểu để. Thì do anh em có con âm ly này trực tiếp, mình sẽ vặn volume tép và mình sẽ để từng mức thì mình cảm nhận, để volume bass và để từng mức mình sẽ cảm nhận. Mình nghe thế nào thì mình sẽ để như vậy. Còn để ở giữa sẽ không có tác dụng. Anh em lưu ý điều đó nha. Nó có rất nhiều kiểu để, một để lên cùng, để xuống dưới hoặc để so le. Nghĩa tổng 4 kiểu để. Đó. CA825 mã. Anh em nào có loại Yamaha mà thích đồng bộ thì có thể lấy con âm ly này. Còn nó có thể đánh vào bất kể loa gì của Nhật, như tôi đang phối ghép là loa Onkyo Bass 35. Nó chạy 4 con sò sắt, nó thuộc dạng gấu đấy anh em ạ. Tôi cho vào đây nhá. Mức này là mức nhỏ. Công nghệ Clara này. Mức 2.5 sẽ nhiều test nhất. Có nghĩa với volume bass chép, anh em để hai mức trên cùng này sẽ là nặng bass và nặng tép nhất.